Thắng đang hiện giờ đang tuyển dụng 1.000 KOC và KOL cũng như là người chuyên review về sản phẩm để xây dựng ra một dự án sạch cùng với Thắng năm trong 2024 này. Thì anh chị em nào xem được cái video này thì hãy liên hệ trực tiếp với Thắng để Thắng có thể là cùng trao đổi với các bạn về dự án này, giúp cho các bạn gia tăng thêm nguồn thu nhập cũng như giúp cho các bạn có thêm được một cái định hướng về phát triển kinh doanh trong năm 2024. Hãy để lại tin nhắn hoặc là để lại bình luận để Thắng có thể được tư vấn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.